Minasan, konnichiwa, Hong Kong da yo. Chào mừng mọi người đã đến với trang tiếng Nhật miễn phí TCJ. Và buổi học ngày hôm nay bắt đầu. Yeah. Asumasu. Hai, kore wa totemo omoshiroi desu. Kore wa ano hyaku ni tatsu to omoimasu. Zehi kono slide wo oboete hoshii desu. Hai, nói gì khi bị tắc ý? Trong tiếng Việt cũng thế. Trong tiếng Nhật cũng thế, mà trong bất cứ ngôn ngữ nào cũng thế. Khi mà mình nói các bạn, thậm chí là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình đi chăng nữa, nhưng mình cũng sẽ có lúc bị tắc ý, đúng không ạ? Mình sẽ không có biết cái từ tiếp theo là gì, không biết cái từ nào nó sẽ phù hợp vào cái chỗ này. Thì lúc đó theo tiếng Việt của mình là mình sẽ có từ gì nhỉ? Đúng không? Sao ta? Nói sao ta? Đấy, đó. Cái lúc như thế là khi bạn bị tắc ý. Thì trong tiếng Việt, trong tiếng Nhật nó cũng sẽ có những cái từ mà mình có thể sử dụng khi mà bạn bị tắc ý, là khi mà mình kéo dài thời gian, mình câu giờ để mình suy nghĩ ạ. Hay ví dụ nhá, cái chỗ so sana này thực ra nó là cái biến âm của so desu ne thôi mọi người ạ. So desu na. So desu thì lúc bây giờ cái desu này nó chuyển thành sa luôn ha. So sana. Đó, thì hai cái từ này là như nhau, nó chỉ là biến âm thôi ha. Đấy, thì là những cái khi nào mà các bạn đang nói, các bạn bị tắc ý, các bạn không tìm được cái từ nào phù hợp để dùng tiếp theo, các bạn có thể sử dụng những cụm từ sau đây để các bạn kéo dài thời gian mình suy nghĩ trong lúc mình lựa chọn cái từ đúng. Và nhiều khi mình cũng không có cần thời gian để mà suy nghĩ đâu, nhưng mà mình chỉ thêm những cái từ đệm này vào trong câu thôi, thì cái lời văn của mình nó sẽ giống với người Nhật rất là nhiều. Thay vì mình nói một câu nó luyên lúc lưu loát thì nó giống như là một bài diễn thuyết, đúng không? Một cái bài được chuẩn bị sẵn rồi, rất là hay, nói rất là trơn tru như thế. Nhưng mà nó sẽ trong giao tiếp bình thường giữa hai người bạn thân với nhau, giữa hai người đồng nghiệp với nhau, mà không có những cái từ này thì nó sẽ cảm giác nó rất là cứng nhắc các bạn ạ. Dùng từ cứng nhắc là đúng không? Rất cứng nhắc. Do đó là ngày hôm nay mình giới thiệu cho mọi người những cái từ này ha. そうですね。そうですね。そうだな。Đấy, những cái từ như vậy ha. Rồi khi hơn một tí xíu nữa, các bạn biết thêm một chút xíu nữa, các bạn sẽ có những từ sau đây. あの、その、この. Thật ra cái dòng đầu tiên này các bạn sẽ hay dùng hơn, còn cái dòng thứ hai các bạn sẽ ít dùng hơn mọi người ạ. Nhưng mà bạn nào mà ở Nhật lâu rồi, mình bảo đảm các bạn sẽ bắt đầu sử dụng những cái từ này một cách vô ý thức, các bạn sẽ sử dụng nó một cách vô ý thức. Mình ví dụ như là mình đang nói chuyện về Christmas ha. Mình ví dụ như sau. あ、去年のクリスマスはそのプレゼントをもらったんですけども、あんまり好きではなくて結局売ってしまったんです。ví dụ như vậy. しかし今年のクリスマスはちょっといいもんもらいたいな. ví dụ như vậy ha. Thì cái ano, sono, kono như vậy là các bạn sẽ dùng một cách vô ý thức thôi, là thực chất nó không có ý nghĩa gì cả các bạn. Nó cũng giống như là trên này ha, nó là một cái từ đệm cho cái câu của mình trở nên giống với người Nhật hơn thôi. Nên những cái này khi mà các bạn để ý lắng nghe người Nhật nói, các bạn sẽ nhận ra những cái chỗ đó. Cứ cắt ra một chút xíu, các bạn thêm vào một từ, nó sẽ làm cho cái câu văn của mình nó mềm mượt hơn ha. Tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn là những cái câu này. なんて言えばいいでしょう。なんて言ったらいいかな。 Thì cái câu này là mình sẽ khác với hai câu trên. Hai câu trên là mình sẽ dùng trong 日常会話友達関係に使うんだけど. Cái câu này thì là mình sẽ sử dụng ở đâu? Tức là hai câu trên này là mình sẽ sử dụng ở đối với bạn bè này, trong việc nói bình thường này. Còn cái câu dưới này là khi mà mình sử dụng, có thể sử dụng trong một cái buổi nói chuyện trang trọng mình cũng dùng được, một cái buổi nói chuyện với người sếp mình cũng dùng được, trong một buổi thuyết trình trong công ty mình cũng dùng được. Tức là một cái buổi hội nghị, một cuộc họp tại công ty mình cũng sẽ dùng được cái dòng thứ ba này bạn nhé. Thì cái dòng thứ ba này thực sự nó là một cái cách ứng xử khi bị tắc ý rất là gọi là dùng cái từ tinh ý ha, rất là tinh tế. Các bạn có thể sử dụng ba cái câu này ha, mặc dù ý nghĩa của nó không có gì cả. Nói cái gì cho được đây nhỉ? Nói sao đây nhỉ thôi ha. Nán tiêu cả na.
今年の売り上げが下がってくることに対して、私、我々の対策を考えなければならないと思いますが、はい、ビューに言えばいいな。なんて言えばいいでしょう。なんて言ったらいいかな。まあ、同じです。全部同じです。 Bạn nào đang làm ở công ty, đang đi làm rồi, các bạn có thể sẽ nhớ ba con này để mà mình sử dụng khi mà nói chuyện với sếp, với cấp trên hoặc là trong cuộc họp công ty nhé. Hi. Hi, xin chào Thanh Tùng Sang, xin chào Trần Đức Trọng Sang, xin chào Hoàng Quyết. Hi, Lan Em Sang, công bơm vợ. Nói gì khi bị tắt ý? Hi. Để giờ đó sẽ đề sở cả. Hi. 今日はちょっとだけ皆さんに日本語をどうやって日本人と同じように話せるのかについて話しました。ぜひ皆さん使ってほしいなと思います。このスライドも前のスライドも、まあ、ちょっとことしかないんですけど、直していただければ日本人絶対きっと日本人と同じように話せる。と思います。はい、なので皆さんぜひ使ってみてください。ぜひぜひです。心からはいお願いします。うん、mọi người ơi, hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho mọi người gọi là gì nhỉ? Những cái bí quyết rất là nhỏ thôi. Bạn nào có theo dõi livestream của mình thì những buổi trước mình có giới thiệu cũng rất là nhiều những cái bí quyết. Thì cứ mỗi một cái dịp như vậy mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm những cái bí quyết để các bạn nói chuyện giống như người Nhật ha. Hy vọng là nó sẽ có ích cho mọi người nha. Các bạn đừng có ngại rằng là gì nhờ, mình sai thì không sao, mình chẳng hay mấy khi dùng tiếng Việt đâu, tiếng Nhật đâu thì mình cũng chẳng nói chuyện với ai cả, không cần phải nói tốt. Nhưng mà thực ra là chúng mình sang đây học tiếng Nhật đúng không, thì chúng mình không ở Nhật làm đi chăng nữa, nhưng mà khi về Việt Nam có khi mình cũng sẽ gọi là gì nhờ, sử dụng này. Nhưng mà điều quan trọng hơn ấy, là các bạn đang ở Nhật, nếu như mà các bạn có thể nói tiếng Nhật giống với người Nhật thì sẽ tạo được một cái thiện cảm rất là lớn đối với người Nhật. Người ta sẽ đánh giá rằng là à, cậu này, bé này đang rất là cố gắng để họ nói được tiếng Nhật giống như là người Nhật của chúng mình, thì mình cảm thấy là các bạn đấy có một cái gì đó, các bạn đang rất là cố gắng như vậy, họ sẽ rất là nể mình. Cho nên là mình hy vọng là các bạn đừng có suy nghĩ rằng là mình không hay dùng tiếng Nhật thì mình không cần phải sửa đổi, mà chính bởi vì mình nói tiếng Nhật tốt, nhiều cái cơ hội công việc, nhiều cái cơ hội mà cái sự liên kết đối với người Nhật nó sẽ mở ra. Cho nên là các bạn hãy cố gắng cải thiện tiếng Nhật của mình hơn nữa nhé. Hay. Mọi người ơi, vậy là tiết học của mình đã kết thúc rồi. Mình rất là mong nhận được ý kiến đóng góp cũng như là bình luận của các bạn ở dưới phần comment. Và đừng quên bấm subscribe trang cũng như là bấm thích trang Facebook của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mata nè.